Rồi tôi xin phép được bắt đầu luôn nhé. Sẽ trao đổi với các bạn một cái phần nói chung là khá là khô khan, nhưng mà nó là một cái gia vị không thể thiếu ở trong cái buổi giảng EBM của mỗi năm. Thì chúng ta đều biết là và gần đây chúng ta càng ngày càng nhận rõ cái vai trò của việc viết một cái bài báo khoa học. Và người ta thấy rằng bản chất của một bài báo khoa học, người ta được ví như nó là trái tim của cái hoạt động nghiên cứu khoa học. Đấy. Và cái người tiếp nhận thông tin thì chúng ta sẽ phải tìm một cái cách để làm sao mà chúng ta đọc những cái nghiên cứu, đọc những cái bài báo đó một cách hiệu quả, đưa lại những cái thông tin mà chúng ta cần thiết. Hoặc là nếu như chúng ta bị giao cho là đọc một bài báo khoa học thì thường chúng ta rơi vào cái cảnh này. Đấy. Hoặc là cái cảnh bên cạnh, đó là cứ cầm cái tờ báo lên là thấy buồn ngủ. Thì chuyện đấy chuyện hết sức bình thường khi mà chúng ta chưa có một cách tiếp cận thật đủ tốt, hoặc là chúng ta dùng nó cái đọc báo vào cái thời điểm nó không phù hợp. Ví dụ như là cuối ngày rồi, sau một ngày làm việc mệt lả, giơ một tờ báo khoa học lên và chăm chú đọc, 5 phút sau thì thấy không biết trời đất là cái gì nữa cả, đúng không ạ? Ngáy o ngay. Như vậy là cái thời điểm đọc hoặc là cũng như là cái cách đọc như thế nào nó rất quan trọng để việc chúng ta tiếp nhận cái thông tin đó hay không. Thì ngày hôm nay tôi được giao cho một cái trách nhiệm, đó là trao đổi với các bạn một chút về cái skill đọc làm sao cho nó hiệu quả và thu nhập được những cái thông tin bổ ích sau khi mà chúng ta được giao nhiệm vụ là đọc một bài báo khoa học. Thì cái từ phản biện nghe nó hơi ghê gớm, nhưng mà từ bản chất của nó chỉ là đọc và hiểu cái bài báo khoa học thôi. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy hình ảnh con gì? Bạn nào giơ tay cho tôi biết đây là con gì? Đây là con gì? Bạn bảo con thỏ. Bạn bảo con vịt. Thế các bạn bên này thì không biết là con gì à? Hay chưa gặp con này bao giờ? Ok, rất cảm ơn những ý kiến của các bạn. Và cũng nhất cảm ơn những bạn không dám đưa ra ý kiến. Đấy là một tình trạng chung. Vậy thì đọc xong một bài báo thì bạn sẽ nhận định cái giá trị của bài báo đấy nó như thế nào? Tùy vào cái góc nhìn của các bạn. Bạn thì nhìn bảo đây là con vịt. Đúng, tôi cũng thấy giống con vịt thật. Bạn thì bảo đây là con thỏ, đồng ý thôi, đây chính là con thỏ. Là con thỏ hay con vịt là tùy góc của mình. Nhưng mình sẽ cảm thấy là cái hình này nó giống cả con thỏ lẫn con vịt đấy. Đúng không ạ? Tùy vào cách bạn coi nó là con gì thôi. Thì bài báo khoa học cũng tương tự như vậy. Khi mà các bạn đọc, các bạn chỉ chăm chú vào một vấn đề, chỉ chăm chú vào một cái khía cạnh nào đấy, thì chúng ta sẽ thấy đúng cái khía cạnh đấy là đúng, còn các khía cạnh khác là vứt đi. Khi bạn tập trung vào đây là con thỏ thì bạn sẽ tìm mọi cái chi tiết của con thỏ để ứng vào cái hình này. Chứ chúng ta quên mất là hình như còn giống cả con vịt nữa chứ không phải giống con thỏ. Như vậy chúng ta sẽ phải tìm cái cách tiếp cận toàn diện để đánh giá một bài báo khoa học làm sao cho nó hợp lý. Thì đây là giải phẫu cơ bản của một bài báo khoa học. Các bạn có thể thấy giống gì ạ? Tôi để tiếng Anh để xem là mọi người có cảm thấy bối rối khi mà đọc cái này hay không. Thì nó cũng sẽ chính là những cái bối rối khi mà chúng ta đọc các bài báo nghiên cứu khoa học bằng nước ngoài, bằng tiếng nước ngoài. Thì cái việc đầu tiên chúng ta phải biết, đó là chúng ta phải biết cái tiếng mà chúng ta đang chuẩn bị đọc. Chứ không phải rất là giỏi tiếng Việt, nhưng mà dơ một bài báo tiếng Anh thì hoàn toàn có thể tê liệt ngay từ phát súng đầu tiên, đúng không ạ? Vậy thì thứ nhất là bao gồm có đề tài, tên title và tên của tác giả. Chúng ta sẽ thấy tầm quan trọng của cái này khi mà chúng ta bắt đầu làm đến các cái chức danh về sau, như là giáo sư hoặc là phó giáo sư. Thì cái authors này thì chúng ta sẽ nghĩ đến rất nhiều. Thứ hai là cái abstract, có nghĩa là một cái tóm tắt hoặc là một cái tổng hợp lại toàn bộ các bài báo. Thứ ba là phần tổng quan hoặc là giới thiệu. Thứ tư là đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Thứ năm là phần kết quả. Thứ sáu là phần thảo luận. Và các phần sau như phần cảm ơn, phần các cái tài liệu tham khảo và cũng như phần bảng biểu chúng ta sẽ để phía sau cùng. Và sau khi mà viết báo được thì các cái phần bảng biểu này người ta sẽ chia vào các cái phần trong phần kết quả cũng như là phần bàn luận. Đấy là cái giải phẫu cơ bản của bất kỳ một bài báo khoa học nào. Tại sao chúng ta lại phải cần quan tâm đến cấu trúc của nó? Bởi vì cái cấu trúc của nó sẽ giúp cho chúng ta đọc hiểu một cách dễ dàng hơn. Tôi xin đưa đi vào phần thứ nhất, đó là phần tiêu đề và tên của tác giả. Thì tên của tiêu đề này luôn luôn là một cái gì đó nó rất là cụ thể và nó không thể lạc hướng được. Chúng ta cần biết như vậy. Khi mà chúng ta viết, bản thân chúng ta đọc, chúng ta hiểu, nhưng chúng ta viết, chúng ta cũng không cần phải quá sáng tạo hay lôi cuốn như một bộ phim không cần thiết. Và
thứ tự của tác giả thì vô cùng quan trọng. Chúng ta có thể thấy, tôi lấy một cái ví dụ, đó là cái nghiên cứu Europa. Hôm nay tôi sẽ đi theo suốt dọc để chúng ta sẽ đánh giá cái nghiên cứu này như thế nào. Đây là một bài báo khoa học được đăng trên báo Tim Mạch Học Châu Âu năm 2003. Là một nghiên cứu nền tảng mà tôi nghĩ ở đây bất kỳ ai học cao học hoặc là nội trú tim mạch đều phải biết cái bài báo này. Đây là một cái nghiên cứu nền tảng trong đánh giá. Chúng ta có thể thấy ở đây ạ, đề tên title là gì ạ? Insight into the mode of the action of ACE inhibition in coronary artery disease. Có nghĩa là người ta đánh giá cái hiệu quả của ức chế men chuyển trên cái bệnh nhân bệnh mạch vành. Đó, và tác giả thì có hai tác giả chính, đó là Roberto Ferrari và Kim Fox. Thì theo các bạn, hai tác giả này ở phía dưới nó là cái viện của người ta nghiên cứu và làm việc ở các viện đó. Ai là tác giả chính? Ai là đồng tác giả? Thì cái tác giả chính chính là người chịu trách nhiệm, có thể là corresponding author, có thể là người viết, hoặc là có người là người chịu trách nhiệm về bài báo, có nghĩa là có phản hồi, có feedback, có criticize gì thì người ta sẽ gửi về cho cái ông Ferrari là cái ông đầu tiên. Thông thường là như vậy. Và thứ hai là Kim Fox cũng có thể được CC cái đó. Nhưng nếu mà bắt đầu được làm các cái chức danh, như ví dụ như các bạn yêu cầu các bạn là phải có hai bài báo quốc tế và phải đứng tên đầu nếu mà muốn làm nghiên cứu sinh, đúng không ạ? Các bạn nào nghiên cứu sinh ở đây không? Rất tiếc là nghiên cứu sinh về hết rồi. Thì các bạn phải đứng ở số 1, các bạn đứng ở số 2 là vô nghĩa. Cho nên đấy chính là giá trị của nó. Mà đứng ở số 1 thì các bạn biết rồi đấy, đầu sóng ngọn gió. Tí nữa chúng ta sẽ đến cái phần mà ông số 1 phải chịu trách nhiệm, phải report lại. Thứ hai là phần abstract và phần summary. Cái này nếu chúng ta là cao học nội trú ở đây thì chúng ta sẽ phải viết bài báo khi mà chúng ta kết thúc nghiên cứu. Đấy là một điều chắc chắn. Và chúng ta phải biết, nó có phần tóm tắt là phần quan trọng. Thứ nhất là gồm có tổng quan và nội dung. Thứ hai là chúng ta phải viết được mục tiêu nghiên cứu, kết quả chính của nghiên cứu, kết quả chính của nghiên cứu nhé. Có nghĩa là chúng ta phải theo đúng cái suột. Mục tiêu là cái gì thì kết quả là cái đấy. Và chúng ta cần phải, khi mà chúng ta đọc cũng như vậy, mục tiêu người ta chỉ có một cái, mục tiêu của nó là cái gì thì chúng ta hãy quan tâm đến phần kết quả đó xuyên suốt và mối liên quan giữa các kết quả trong cái lĩnh vực của mỗi nghiên cứu. Ví dụ, tôi lại tiếp tục lấy ví dụ của nghiên cứu Europa năm 2003, đó là đánh giá cái hoạt động cũng như là tác dụng của ức chế men chuyển trên những bệnh nhân bệnh mạch vành. Thì ở đây chúng ta có thể thấy phần đây trên cùng, nó mất một cái chữ trên cùng, nó là chữ summary. Thì người ta yêu cầu trong phần đó bao gồm có phần background, có nghĩa là phần nội dung cơ bản. Thứ hai là phần đối tượng, phương pháp viết một cách vắn tắt. Thứ ba là những cái findings, có nghĩa là những cái phần kết quả chính thu được từ nghiên cứu. Và cái phần cuối cùng đó là phần kết luận. Thì ở đây chúng ta hãy lướt qua đi để chúng ta xem là chúng ta gặp vấn đề ở đâu. Chúng ta sẽ rất buồn ngủ khi mà chúng ta đọc cái này, tôi đồng ý thôi. Người ta thấy là trong phần background người ta sẽ viết những cái gì, trong phần method chúng ta sẽ viết những cái gì, trong phần kết quả người ta sẽ viết cái gì. Thì chúng ta sẽ đi qua đây. Thứ nhất, trong phần tổng quan, cái phần background chính là một cái phần tổng quan thu nhỏ lại. Thì người ta sẽ đưa ra gì ạ? Các cái thông tin cơ bản, các cái giả thuyết lý giải tại sao cần thiết phải làm nghiên cứu. Các cái thông tin cơ bản này là những thông tin là gì ạ? Đã được công nhận từ trước. Chút nữa chúng ta sẽ làm tỉ mỉ thêm cái phần này. Thứ hai là người ta sẽ tập trung các cái dữ liệu để đưa ra cái lý do dẫn đến cái việc chúng ta làm cái nghiên cứu đó. Cũng như các bạn, sau này các bạn cũng sẽ phải viết theo đúng cái khung như vậy thì các bạn sẽ không gặp vấn đề gì khi chúng ta đem ra bảo vệ. Còn nếu chúng ta lan man thì thứ nhất là cái phần luận văn cũng như là báo cáo nó sẽ trở nên quá dài và rườm rà, không cần thiết. Và tất nhiên các thầy cũng sẽ yêu cầu các bạn giải trình tại sao phải làm như đó thôi. Thứ ba là các cái giả thuyết đang được tìm thấy, đang được tìm hiểu và làm rõ và cũng lý giải luôn là vậy thì trong các cái giả thuyết đấy bạn sẽ chọn một cái giả thuyết nào đó và chúng ta bắt đầu vào làm nghiên cứu. Và phần đây chúng ta sẽ phân tích thử cái này xem sao, cũng vẫn tiếp tục là nghiên cứu Europa năm 2003 là nghiên cứu cơ bản thôi. Ở đây ai biết tiếng Anh giơ tay.
mỏi quá không rơi được tay, hay là 1, 2, 3, 4, ít người này, hay là tôi lấy cái bản này bằng tiếng Pháp để chúng ta đọc, có được không? Nếu chúng ta tập trung đủ phân tích, đây là một cái nghiên cứu cơ bản nhưng lại rất là đơn giản thôi. Bởi vì câu hỏi nghiên cứu chỉ có một, dữ liệu đưa ra nghiên cứu nó lại rất đơn giản, do đó chúng ta có thể áp dụng rất là dễ dàng. Nghe cho anh không bận. Vậy thì theo đúng cái khung mà tôi vừa mới đưa ra cho các bạn, gồm nội dung của cái phần tổng quan nó gồm có gì ạ? Những thông tin khoa học đã được công nhận, bởi vì chúng ta cần phải gạch đầu dòng tất cả những cái này. Thứ hai, khía cạnh chuẩn bị đưa ra các cái dữ liệu cần thiết để tiến hành nghiên cứu, và thứ ba là các cái giả thuyết đang được làm rõ, và thứ tư là kết luận là chúng tôi sẽ làm cái này. Vậy thì đây, chúng ta hãy đọc qua cái này, tôi cho các bạn 2 phút. Xin mời các bạn đọc 2 phút. Và tôi nói luôn với các bạn, cái rào cản đầu tiên chính là ngoại ngữ, và nó cũng sẽ nằm trong cái vấn đề tại sao chúng ta lại gặp vấn đề khi chúng ta đọc các nghiên cứu. Và chúng ta thử dành cho các bạn 3 phút đi nhỉ. Bắt đầu bấm giờ. Nói gì? Nói đến đây. Tôi sẽ bắt đầu bấm giờ. Các bạn có 3 phút. Ôi, gì? Xin lỗi. Mà đấy là lỗi screen energy saver. Thực ra nếu các bạn cần là tôi có thể gửi cho các bạn cái bài báo này từ trước, nhưng mà tôi muốn là trong khuôn khổ thời gian ngày hôm nay các bạn có thể nhận định được cái bài báo này luôn, chứ không cần thiết phải qua 1-2 buổi nữa để làm cái gì cả. Và tôi cũng vô tình tôi lại vạch vào một số chỗ quan trọng rồi, cho nên là các bạn cũng sẽ dễ dàng hơn thôi. Các bạn đọc cái này có thấy đọc ổn chưa ạ? Nhìn rõ. Các bạn nhìn có rõ không? Ai không nhìn rõ thì ngồi lui lên trên. Xong chút nữa lại bảo là em nhìn không rõ cho em không đọc được là chịu đấy. Tôi hỏi và trả lời được đấy. Các bạn còn 1 phút. Các bạn cố gắng tập trung mà chúng ta sẽ giải quyết vấn đề rất nhanh. Hết giờ, hết 3 phút. Rồi, xin mời các bạn. Các bạn, ôi xin lỗi, sao nó lại cứ tắt tí này. Xin mời các bạn. Các bạn hãy thử cho tôi xem là theo đúng cái cấu trúc này thì ở đây những thông tin người ta đưa ra là gì. Có bạn nào dũng cảm đứng dậy đương đầu với thử thách không nhỉ? Các bạn cứ mạnh dạn lên, chúng tôi không hề đánh giá hay là cái gì các bạn trong vấn đề này đâu. Đây là một ví dụ đơn giản thôi. Nào, tôi xin mời bạn đọc, cố gắng đọc từ nãy giờ. Bạn Hiền nào. Bạn Hiền cao học 26 à? 27, 28? 27 à? Bạn xin mời bạn. Tôi biết là bạn rất là giỏi tiếng Anh rồi, một trong những người giỏi nhất tiếng Anh ở đây. Không cần thiết phải dịch. Bây giờ chúng ta hãy làm rõ vấn đề sau đây. Thứ nhất, những thông tin đã được khoa học công nhận ở đây là cái gì?
Các bạn đừng bị lạc hướng bởi vì tôi đã vạch cái chỗ bằng vàng ấy, nhưng mà thực ra không phải chỉ có mỗi thế không đâu. Có thể đứng hẳn cao lên đây cũng được, không sao cả, nếu không nhìn rõ. Chính xác. Exactly. Bạn nói to lên để cho tất cả mọi người được hưởng lợi từ phần dịch của bạn. Có micro cho bạn. Bạn hãy lọc ra, chúng ta không nhất thiết là chúng ta phải dịch toàn bộ đâu. Chúng ta sẽ tìm những thông tin. Cái mà tôi đánh dấu cho các bạn, bản thân nó chính là cái main. Khi mà người ta đưa ra thông tin cực kỳ quan trọng là gì ạ? Với một thực tế là mặc dù là với những cái bệnh nhân bệnh mạch vành thì đã được sử dụng aspirin, statin và chạy beta, nhưng mà cái hiệu quả dự phòng thì chúng ta sẽ cần một cái chiến lược dự phòng thứ phát đối với cả những bệnh nhân đó, đúng không ạ? Và chúng ta sử dụng gì ạ? Và trong đấy thì người ta thấy là ức chế men chuyển, ức chế men chuyển thì có thể là một cái giải pháp có thể ok, là một giải pháp cho cái vấn đề đó. Nên là chúng ta sẽ dự phòng thứ phát những cái vấn đề về biến cố tim mạch ở những bệnh nhân đó. Và biến cố tim mạch là những cái gì? Thứ nhất là người ta đưa ra một cái dữ kiện đầu tiên, đó là ức chế men chuyển có thể làm giảm tỷ lệ tử vong, đúng không ạ? Và tỷ lệ xảy ra những cái biến cố, các cái morbidity ở những bệnh nhân có gì? Có suy tim, có nguy cơ suy tim, suy thất trái, suy chức năng tâm thu sau, thất trái sau nhồi máu cơ tim, sau nhồi máu cơ tim, đúng không ạ? Có khi là có tăng huyết áp, hoặc là có những bệnh nhân có nguy cơ cao nữa. Thì chúng ta hiểu rằng đây là một dữ liệu trên thực tế. Vì sao nó đã được khoa học công nhận? Vì cái gì? Vì ở bên dưới người ta đưa ra cho mình một cái nghiên cứu cơ bản nữa, đó là nghiên cứu HOPE về đánh giá, đúng không ạ? Đánh giá cái hiệu quả dự phòng của ức chế men chuyển ở trên những bệnh nhân đó. Thì chúng ta sẽ lướt qua một lượt nữa ở phía dưới, đó là nghiên cứu HOPE đây nó nói về cái gì. Thì đây chính là thuộc cái phần thứ hai, là thông tin khoa học đã được công nhận xong. Nghiên cứu HOPE là một nghiên cứu đi ra được công bố trước nghiên cứu Europa và khẳng định vai trò của ức chế men chuyển đối với cả những bệnh nhân có bệnh lý mạch vành. Thì như vậy người ta dựa vào cái nền tảng là nghiên cứu đã có trước đó, người ta đưa ra cái vấn đề của chúng ta bây giờ là ức chế men chuyển có tác dụng ở những bệnh nhân có suy tim sau nhồi máu cơ tim, đúng không ạ? Và người ta đưa ra một loạt các cái phía dưới nữa, dữ kiện phía dưới. Xin mời bạn Hiền, bạn có thể list cho tôi độ khoảng 3 cái dữ kiện quan trọng nữa ở phần dưới. Thứ nhất là người ta đưa ra nghiên cứu HOPE. Thứ hai là người ta đưa ra cái nghiên cứu đối với cả cái khả năng chống lại xơ vữa mạch máu. Và thứ ba là cải thiện khả năng xảy ra các cái biến cố do xơ vữa mạch máu. Thì ok, chúng ta sẽ cần thời gian để chúng ta confirm lại những cái vấn đề đó. Thì tôi rất may cho các bạn là tôi lại được đọc trước, cho nên là tôi cũng tìm hiểu trước các bạn. Dù sao thì rất cảm ơn bạn Hiền vì đã đưa ra chưa xong. Bởi vì tôi muốn các bạn trong thời gian ngắn như thế các bạn phải biết cái cách để chúng ta đọc được cái nghiên cứu này. Thứ hai là vậy thì từ những cái dữ kiện đó, đúng không ạ? Xin lỗi. Từ những cái dữ kiện vừa rồi thì người ta mới nảy ra một cái ý tưởng nho nhỏ là gì? Là gì? Thì nó chính là cái từ nối kia các bạn ạ. Đây là cái cách chúng ta viết là gì đó. Từ những cái dữ kiện trên thì tôi chợt nghĩ ra là
tôi cần phải làm một cái nghiên cứu gì đó xa hơn trên những đối tượng phức tạp hơn hoặc là những đối tượng đơn giản hơn để nhằm đưa lại một cái gì, một cái công bố, một cái lợi ích, một cái mục đích gì đó khác đi. Thì vậy các bạn hãy dành thời gian, ôi tôi thấy là cái chỗ này nó che mất một phần rồi, các bạn hãy dành thời gian để đọc cái cụm sau cùng là gì, là người ta sẽ sử dụng cái thuốc ức chế men chuyển này trên một nhóm đối tượng khác. Bởi vì trên đối tượng suy tim sau nhồi máu cơ tim, người ta đã ok xong, người ta đã nghiên cứu xong rồi. Vậy thì nghiên cứu Europa này, người ta đánh giá cái khả năng hoặc là cái giá trị, giá trị của ức chế men chuyển trên gì ạ, có giảm được cái tỷ lệ tử vong do tim mạch hay không, có giảm được cái tỷ lệ nhồi máu cơ tim hay không, hoặc là có làm giảm được những cái suy tim hoặc là những cái biến cố của tăng huyết áp ở những bệnh nhân bệnh mạch vành ổn định. Đây là đối tượng nghiên cứu khác, đúng không ạ? Khác hẳn so với cả nghiên cứu hốp cũng như là các cái công bố trước kia, thì người ta sẽ nhắm sang một cái đối tượng khác. Xin lỗi các bạn. Tên vang. Ok. Rồi, ta lại quay lại đây. Đúng không ạ? Thế vậy bây giờ người ta sẽ xem là tác dụng của ức chế men chuyển trên những nhóm đó là gì. Đấy, đấy chính là phần một cái cách viết tổng quan mà chúng ta sẽ viết như vậy. Khi chúng ta viết báo, chúng ta cũng sẽ viết như vậy, và khi chúng ta đọc báo, chúng ta cũng sẽ list ra. Tí nữa sẽ là cái cách làm sao để chúng ta thu thập được các cái thông tin này một cách nhanh nhất, ngắn gọn nhất và đầy đủ nhất. Và làm thế nào để tiếp cận cái introduction này, cái phần background này một cách chi tiết và đầy đủ, thì thứ nhất là tôi cần các bạn mỗi người có một tờ giấy nho nhỏ hoặc là một quyển sổ nho nhỏ, hoặc là bây giờ các bạn có smartphone rồi thì các bạn có cái phần nốt là phần cực kỳ quan trọng. Chúng ta nốt lại những cái vấn đề mà chúng ta đọc được ở trong cái phần đó, nốt lại thôi, một dòng, hai dòng, ba dòng, tùy các bạn. Và nếu như mà các bạn không biết được hết những cái từ mới ở đó thì chúng ta có thể tra cứu thì đơn giản nhất, đúng không ạ, Wikipedia hoặc là Lạc Việt hoặc là Vidic hoặc là cái gì đấy, tất tần tật những cái thứ gì có thể chúng ta có thể sử dụng đều có thể tra cứu được. Và cái cách tra cứu quan hay hơn nữa là ta sử dụng các cái sách tra cứu, nếu các bạn chưa có thì chúng tôi sẽ cung cấp công cụ cho các bạn. Và hãy cố gắng trả lời được các câu hỏi sau đây. Thứ nhất, thông tin nào đã được công nhận? Các thông tin đã được công nhận là các thông tin đã được publish, đã được thế giới người ta sử dụng rồi. Ví dụ như tôi quay lại ví dụ, đó là cái phần tôi gạch vàng ấy, là cái phần đã được chứng minh, đã được thế giới công nhận từ trước đó rồi, qua một cái nghiên cứu từ trước đó là nghiên cứu hốp. Đó là gì? Đó là tác dụng của ức chế men chuyển, vân vân vân, đúng không ạ? Thì chúng ta, thứ hai là các cái dữ liệu nào dẫn đến cái việc làm chúng ta sẽ tiến hành ở trong cái nghiên cứu. Vậy thì dữ liệu là những cái gì? Chính là những cái phần sau mà bạn Hiền chưa kịp dịch hết thì tôi đã dịch tranh mất rồi. Thì chút nữa chúng ta sẽ take note và chúng ta sẽ xem là cái list của nó là gì. Tôi xin lỗi, hình như là không chuyển nữa. Chuyển thì tại sao nó khi là sai out đây này. Vẫn đang tiếp tục đấy chứ hả? Ok, không sao, tôi không quan trọng. Tôi cứ làm sao làm xong được phần của tôi là được. Thứ ba, đó là giả thuyết nào đang cần được chứng minh. Giả thuyết đang cần được chứng minh của chúng ta ở cái phần trước chính là phần liệu. Đấy, liệu ức chế men chuyển nó có tác dụng này hay không? Thì đó chính là giả thuyết đưa ra và chúng ta sẽ cần phải chứng minh cái vấn đề đó. Và tôi xin nói luôn, đó là cái chính những cái nốt này ấy, nó sẽ giúp cho các đầu của các bạn nghỉ. Bởi vì ngay từ đầu khi mà các bạn tiếp cận với cả cách đọc một bài báo ấy, thì cái việc nó đọc một phát tuột phát từ đầu đến cuối rất khó.
chúng ta có thể phần sáng đọc phần này, chiều đọc phần kia, bởi vì sao, nó là bất đồng với ngôn ngữ thôi, cho nên hoàn toàn có thể được. Nhưng những cái nốt này sẽ giúp cho các bạn ngay khi chúng ta bắt đầu đọc cái đoạn sau thì cái đoạn trước của các bạn sẽ được nắm bắt một cách rất nhanh, và chúng ta không cần thiết phải đọc lại từ đầu đến cuối nữa, vì chúng ta sẽ quên thôi. Tôi nói thật, trong ngày một ngày mà các bạn làm cả nghìn việc, mà các bạn là những người gọi là lao động chính ở đây, thì các bạn phải làm rất nhiều việc là đúng rồi, đúng không nào? Việc các bạn quên đi một cái nửa bài báo các bạn đang đọc thì cần chuyện đấy, chuyện hết sức bình thường. Chúng tôi sẽ thông cảm và không phạt các bạn về chuyện đó. Nhưng nốt lại chính là cái cách mà chúng ta sẽ ghi nhớ lại những cái key, những cái main mà chúng ta đã thu thập được, và giúp cho chúng ta recall lại rất là nhanh khi mà chúng ta quay lại đọc bài báo đấy. Thì tất cả những cái việc không chỉ đơn giản là việc đọc bài báo, các bạn đều nên được nốt lại. Ví dụ như là các thầy đi buồng thì các bạn cũng nên có một tờ giấy các bạn ghi vào, chứ không phải đầu em đầu siêu nhân nhớ được hết tất cả thứ, xin lỗi đến trưa kiểm tra lại thì quên hết, làm như là sai sạch xanh, thì đấy là một cái rất là dở. Thứ hai đó là phần đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Thì phần này xin lỗi là chúng ta đối tượng phương pháp là tôi sẽ quan tâm nhất đến các bạn, và như thế các bạn cũng sẽ phải làm sao đọc được các đối tượng phương pháp nghiên cứu của những cái nghiên cứu trước và cố gắng áp dụng được vào cái cách trình bày cái thiết kế nghiên cứu của mình. Vì đó là cái việc nếu mà mình tự nghĩ ra để làm từ đầu đến cuối, xin lỗi là rất khó. Ngay cả bản thân chúng tôi là nếu mà bắt đầu vào làm cái nghiên cứu để viết một cái thiết kế nghiên cứu là không phải đơn giản. Nó phải chi tiết đến cái mức mà nếu như các bạn đã từng nghe đến những cái bài báo nó có giá trị impact factor khoảng 40 thì phải mô tả chi tiết đến mức là một cái hội đồng khác người ta sẽ set up toàn bộ theo đúng cái thiết kế của các bạn và làm ra kết quả đúng như của bạn, thì cái đó sẽ được công nhận. Còn nếu mà nó sai lệch thì fail luôn, không thể nào được tiếp tục đăng cái bài báo đó. Đấy là cái những bài báo mà impact factor cao người ta sẽ làm như vậy. Còn chúng ta thường những bài báo impact factor khoảng một điểm rưỡi thôi, đấy là lâm sàng. Còn cận lâm sàng nó sẽ cao hơn rất nhiều. Do đó là chúng ta phải trình bày đầy đủ là thời gian làm nghiên cứu bao nhiêu, số lượng làm nghiên cứu như thế nào, rồi là công cụ nghiên cứu được tiến hành ra làm sao, mô tả đầy đủ. Vậy thì chúng ta có nên đọc cái phần này hay không? Bởi vì nó đã khó như thế rồi. Và đôi khi chúng ta đọc nó mà chúng ta lại không phải cái nhóm mà làm nghiên cứu chuyên về cái đó thì cũng sẽ rất là khó khăn. Thì thường cái cách là chúng ta tiếp cận là chúng ta sẽ đọc lướt qua trước khi mà chúng ta đọc kết quả. Thứ hai là khi xem lại cái kết quả ấy, thì các bạn phải kiểm chứng lại rằng với cái kết quả như vậy thì làm như thế nào ra kết quả như thế. Thì đấy, lúc đó chúng ta sẽ cần phải đọc rất kỹ cái phần thiết kế nghiên cứu này. Đây là phần thiết kế nghiên cứu của nghiên cứu Europa. Đó là phần người ta chọn bệnh nhân, lựa chọn bệnh nhân là gì. Bạn nào đọc nhanh, lướt nhanh có thể lướt qua được phần lựa chọn bệnh nhân là gì không ạ? Có mấy cái phần đen đen nó che mất không nhỉ? Nào, xin mời bạn giỏi nhì về tiếng Anh ở lớp này ạ. Có bạn nội trú nào đây không? Không có. Thật đáng tiếc. Chúng ta có thể thấy được rằng ở đây là người ta sẽ chọn trong vòng 3 năm. Nghiên cứu này được tiến hành theo dõi trong vòng tổng thời gian là 4,2 năm. Bệnh nhân được chọn trong vòng 3 năm từ năm 1997 cho đến năm 2000. Và với những bệnh nhân nam nữ thì không quan trọng, mà chúng ta sẽ chọn bệnh nhân trên 18 tuổi, có các bệnh lý về mạch vành, có biểu hiện bệnh lý mạch vành, rồi là có hẹp mạch vành trên 70%, vân vân. Và được chẩn đoán là bệnh mạch vành ổn định. Thì chúng ta bệnh nhân có thể được lựa chọn vào đó, và chúng ta bệnh nhân có được ký vào cái informed consent, có nghĩa là cái bản tự nguyện tham gia cái nghiên cứu đó và có thể rút bất kỳ lúc nào. Tổng cộng cái số lượng bệnh nhân tiến hành được nhận vào trong nghiên cứu này là khoảng mười mấy nghìn đó, cái con số rất là lớn, là 13.000, khoảng 13.500 bệnh nhân, là một nghiên cứu khổng lồ. Nhưng cuối cùng thì khi mà complete được cái thời gian theo dõi khoảng thời gian theo dõi trong vòng khoảng gần hơn 4 năm thì có khoảng 6.100
bệnh nhân trong cái nhóm nghiên cứu và cũng khoảng 6.001 bệnh nhân trong cái nhóm chứng. Thì đây là cái con số khổng lồ để giúp đưa ra cho chúng ta cái kết quả hoàn toàn có thể tin cậy được. Ta sẽ quay lại cái phần đó. Và cái cách chúng ta để tuyển bệnh nhân vào là gì? Chúng ta sẽ cho bệnh nhân nếu như bệnh nhân bình thường, và chúng ta sẽ cho bệnh nhân uống 4mg pendimethalin một ngày một lần vào buổi sáng. Các bạn nhớ nhá, chứ không phải ức chế men chuyển chúng ta cứ cho uống buổi tối rồi statin uống buổi tối giống như là bình thường đâu. Người ta uống vào buổi sáng. Và sau 2 tuần thì người ta có thể tăng liều lên 8mg một ngày và duy trì trong vòng 3 năm. Đối với những bệnh nhân trên 70 tuổi thì người ta dùng 2mg một ngày và sau đó tăng liều để đạt 4mg và đạt 8mg trong vòng 2 tuần. Thì đây, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi trong thời gian như vậy. Bệnh nhân sẽ được theo dõi trong vòng 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng và sau đó là cứ 6 tháng một lần và thời gian cứ tiếp tục như vậy. Như vậy là chúng ta biết sơ bộ về cái cách người ta thiết kế nghiên cứu tuyển bệnh nhân như thế nào. Tôi nghĩ đây không phải là cái gì có khó khăn cho các bạn, đúng không ạ? Các bạn vẫn làm những công việc này rất là bình thường, nhưng cái làm sao mà chúng ta viết để cô đọng như thế này thì chúng ta sẽ cần phải học tập. Và nếu chúng ta muốn đọc được nó tốt thì chúng ta sẽ qua cái phần sau. Bệnh nhân hoàn toàn có thể tự do rút khỏi nghiên cứu bất kỳ lúc nào. Khi mà bệnh nhân có các cái biến cố thì chúng ta có thể xử trí các cái biến cố đó cho bệnh nhân. Cái đấy là trong phần trước phần đạo đức nghiên cứu là chúng tôi đã nói với các bạn rồi. Chúng ta cũng phải nêu ra là chúng ta phân tích các cái số liệu, các cái dữ liệu thu được bằng cái gì, rồi là các cái quỹ hỗ trợ cho nghiên cứu là cái gì, hoặc là conflict of interest vân vân, và chúng ta phải có sơ đồ nghiên cứu. Thì đây là cái chúng ta biết được là chúng ta sẽ theo dõi trong bao nhiêu lâu, số lượng bệnh nhân trong các đợt theo dõi đó còn bao nhiêu và con số cuối cùng là như thế nào. Nếu mà chúng ta thấy rằng là vậy cái số biến cố nó xảy ra nhiều quá, đúng không ạ? Bệnh nhân này được tuyển có vấn đề, đúng không? Không random, thì đấy cũng là cái con số cần phải loại bỏ khỏi nghiên cứu. Thứ ba là những cái bệnh nhân nào gì ạ? Incomplete follow up có nghĩa là sao? Không theo đủ được các cái thời gian tham gia để gọi là check thì chúng ta cũng phải loại khỏi nghiên cứu. Thì đây là cái để chúng ta nắm được các cái thông tin cơ bản từ những nghiên cứu như kiểu như thế này. Tiếp nữa đó là chúng ta sẽ sang phần kết quả. Kết quả là phần mà chúng ta thường trông chờ nhất. Chúng ta sẽ lướt qua cái phần thiết kế, phương pháp vân vân và vân vân, chúng ta chả quan trọng, mà chúng ta sẽ bập ngay vào kết quả. Vậy thì kết quả chúng ta sẽ xem như thế nào? Và chúng ta sẽ xem là ok, phần tổng quan đưa ra câu hỏi nghiên cứu là gì. Và chúng ta sẽ phải đọc theo đúng cái dòng như vậy thì chúng ta sẽ thu được những kết quả như ý muốn. Thì phần kết quả người ta sẽ phải mô tả lại các cái câu trả lời, những cái dữ liệu thu thập được từ các cái nghiên cứu để người ta trả lời các câu hỏi nghiên cứu đưa ra trong phần tổng quan. Và cái phần tổng quan này, các cái kết quả đó sẽ được bàn luận. Kết quả nào trình bày ở phần kết quả thì sẽ được bàn luận ở phần bàn luận. Đấy là nguyên tắc. Còn nếu có trong phần kết quả mà không có phần bàn luận thì kết quả đấy là vô nghĩa. Thì các bạn hãy biết là nếu như phần kết quả như này, nếu chúng ta xem cho người ta phân tích cái kết quả đấy ra làm sao thì ở trong phần bàn luận. Đấy là cách ta link các cái mục với nhau. Và cái bảng biểu nó sẽ được sắp xếp theo thứ tự 1, 2, 3, 4 rồi figures các thứ. Chúng người ta sẽ sắp xếp để cho các bạn dễ theo dõi được cái kết quả. Vậy thì làm thế nào để đọc được kết quả này thật tốt? Đọc kết quả chúng ta sẽ cần phải gì ạ? Đọc hết các phần. Đặc biệt là chúng ta quan tâm đến các bảng các biểu, và các bảng các biểu chính là những cái cô đọng nhất của các cái phần mà người ta viết rông viết dài bên dưới. Nhưng viết rông viết dài bên dưới người ta cũng sẽ có những cái phân tích cụ thể để chúng ta nhận định. Trong đó bảng biểu là chúng ta sẽ dễ dàng quan sát nhất. Thứ hai là nốt lại. Nốt lại những cái kết quả đó và chúng ta sẽ trình bày theo cái cách của mình. Có nghĩa là chúng ta chỉ phải tìm một cách để tự phân tích kết quả đó theo cái suy nghĩ của mình. Và mỗi kết quả chúng ta phải lý giải được là người ta đã làm những cái gì, thủ thuật gì đó với những cái để có được kết quả đó. Cái kết quả đó trả lời câu hỏi gì. Và những cái conflict còn lại là cái gì, tranh cãi trong kết quả đó là cái gì, thì trong phần bàn luận chúng ta sẽ nói rất là rõ ràng ở phần đó. Ví dụ ở đây, phần kết quả đọc toàn chữ này chắc chắn là chúng ta nhìn là đã chán rồi, đúng không ạ? Nhìn phần kết quả toàn chữ là chữ bệnh nhân này, nhưng mà chúng ta hãy tưởng tượng rằng bao giờ phần kết quả bao giờ cũng là gì ạ?
tổng quan về toàn bộ bệnh nhân, các phần nhỏ vậy. Các phần nhỏ đó là những cái gì? Thứ nhất là các cái số lượng bệnh nhân tham gia nghiên cứu là bao nhiêu, bệnh nhân có những cái tiền sử đặc biệt là bao nhiêu, bệnh nhân được sử dụng các thuốc trước đó là bao nhiêu phần trăm, bệnh nhân theo dõi điều trị là được bao nhiêu phần trăm. Tất cả những cái này người ta thể hiện ra các con số như thế này. Và trong cái nghiên cứu Europa thì người ta có cái tổng kết lại, thì tất cả những cái mà người ta viết như vậy thì người ta sẽ tổng kết lại thành các cái bảng như thế này, chúng ta sẽ nắm rõ hơn, đúng không ạ? Vậy thì đây chúng ta sẽ đọc qua. Giữa nhóm được sử dụng Penidoprin và nhóm sử dụng placebo thì người ta thấy rằng là cái tuổi trung bình tương đương nhau, giới trung bình cũng tương đương nhau, có nghĩa là nghiên cứu này khá là cân bằng và khá là cái nhóm chứng và nhóm bệnh là gần như là tương đương. Và đây chính là nghiên cứu bệnh chứng để chúng ta có thể đưa ra được cái giá trị, kết quả về giá trị của thuốc. Và các cái tiền sử về các cái bệnh lý mạch vành đã được PCI, đã được làm cầu nối chủ vành của hai nhóm là tương đương nhau. Tất cả các cái bệnh lý, các cái thuốc đang dùng ở những bệnh nhân này là tương đương nhau. Tiền sử, ví dụ như là tiền sử về stroke này, tiền sử về các cái bệnh lý về van tim, tăng huyết áp, bệnh lý tiểu đường, vân vân và vân vân. Phần lớn là tương đương như nhau. Và chúng ta sẽ có cái kết quả nữa, đó là những cái bệnh nhân được rút ra khỏi nghiên cứu là những bệnh nhân nào. Vừa nãy chúng ta đã thấy rồi, hơn 1.400 bệnh nhân bị rút ra khỏi nghiên cứu vì gì ạ? Vì không randomize. Một vài bệnh nhân được rút ra khỏi nghiên cứu về các cái không follow up được hết. Nhưng tại sao lại như vậy? Đôi khi còn có những bệnh nhân bị rút qua khỏi nghiên cứu bởi vì những cái tác dụng phụ không mong muốn gặp phải khi mà chúng ta làm nghiên cứu. Ví dụ như là gì? Tổng cộng ở đây có khoảng gần 1.400 bệnh nhân rút ra từ nhóm bệnh và khoảng 1.200 bệnh nhân được rút ra từ nhóm chứng. Các nguyên nhân gặp phải là gì? Sử dụng chế men chuyển, các bạn biết rằng là thuốc nó có thể gây ra các tác dụng phụ như là ho, như là phù mạch, vân vân. Rồi có thể gây tăng kali máu thì cũng nho nhỏ thôi. Nhưng có thể gây ra tụt huyết áp, thì đây là toàn bộ các cái lý do mà bệnh nhân có thể phải rút khỏi nghiên cứu. Thì đây, trong số gần đấy bệnh nhân, thì gần đó bệnh nhân sẽ rút khỏi nghiên cứu. Thì đây là phần kết quả, chúng ta cũng biết nắm được sơ bộ về tình hình của toàn bộ các bệnh nhân đó. Các cái bảng này rất có giá trị và đôi khi chúng ta sẽ đọc cái bảng đó. Thứ hai là chúng ta đọc sang cái phần kết quả tiếp đi ạ. Đó là thời gian cho đến cái lần đầu tiên bệnh nhân gặp phải các cái biến cố, so sánh giữa placebo và cái nhóm được sử dụng Penidoprin. Thì rõ ràng chúng ta thấy là ở nhóm bệnh nhân được sử dụng Penidoprin, sử dụng ức chế men chuyển thì có vẻ có ưu thế hơn là nhóm không được sử dụng ức chế men chuyển. Tiếp theo là các cái lợi ích. Người ta so sánh lợi ích giữa nhóm không sử dụng ức chế men chuyển và nhóm sử dụng ức chế men chuyển. Thì người ta thấy là dường như tất cả các cái bệnh nhân, đối với cả những bệnh nhân gì ạ, tuổi, giới, có tiểu đường hay không tiểu đường, có nhồi máu hay không nhồi máu, dù có sử dụng các cái thuốc khác, thì tất cả đều ủng hộ cái phương án là sử dụng thuốc ức chế men chuyển này, sử dụng Penidoprin. Kết quả thứ ba, đây là cái cách mà chúng ta nhận định các cái bảng biểu thôi. Tức là các cái, đối với những trường hợp bệnh nhân được hưởng lợi từ những cái gì ạ? Từ những cái vấn đề về tim mạch, các cái arrest về tim mạch, rồi những cái tỷ lệ tử vong do tim mạch, tỷ lệ tử vong nói chung, rồi đau ngực, rồi các cái trường hợp stroke vân vân, thì rõ ràng là những bệnh nhân được sử dụng Penidoprin nó cũng được ưu thế hơn cái nhóm mà không được nhóm placebo. Thì đây, dựa vào cái cách nhận định này, chúng ta có thể thấy dường như là cái kết quả, các cái câu hỏi nghiên cứu nó dần dần được mở ra rồi, chỉ cần qua các cái bảng biểu này thôi. Thì đây là một trong những cách tiếp cận nhanh nhất và ngắn nhất, chứ không phải chúng ta đọc đây như kiểu chúng ta đọc quịch một phát một cái đống trang giấy này vào người thì tôi nghĩ là chúng ta cũng sẽ bị ngộ độc sớm thôi. Nhưng kêu qua các kết quả bảng biểu này thì chúng ta có thể nắm được sơ bộ là câu hỏi nghiên cứu dần dần được gợi mở ra rồi. Thì ta sẽ sang phần tiếp theo. Đấy, phần bàn luận. Phần bàn luận là phần luôn luôn là phần khó nhất và nó sẽ thể hiện rằng trí tuệ của cái người làm nghiên cứu ở đấy có hay là không có. Phần bàn luận
là được phân tích theo ý của tác giả, chắc chắn là ý của tác giả rồi. Ông làm được kết quả như vậy, ông bàn luận nó như thế nào là hoàn toàn theo ý của ông hết. Chứ người đọc cũng không có quyền điều khiển, và cái người kể cả editor người ta cũng không điều khiển được cái đó. Và vấn đề là chúng ta cũng không nhất thiết phải đồng ý với cả kết quả của tác giả đâu. Nếu như mà ông còn có các cái vấn đề khác, ví dụ như các bạn trong thời gian chúng ta theo dõi bệnh nhân thì bệnh nhân có thể có những cái biến cố khác ngoài những biến cố mà người ta gặp phải, mình hoàn toàn có thể đưa vào những cái câu hỏi và chính là những cái phần criticize sau này, tí nữa chúng ta sẽ đi qua. Thứ hai là trong phần này người ta sẽ trình bày các cái mối liên quan giữa kết quả vừa thu được với cả những kết quả đã có, đã được công nhận, và nêu ra cái ý nghĩa vượt trội là tại sao người ta làm cái nghiên cứu này. Và thậm chí nếu mà người ta giỏi đến cái mức nữa thì người ta còn có thể đưa ra các cái gọi là further work. Sau khi bàn luận này xong, tôi cảm thấy là có lẽ chúng ta phải sử dụng cái này từ thời điểm này để nói chẳng hạn. Ví dụ trẻ beta giao cảm, đôi khi người ta sử dụng ngay từ khi bệnh nhân được chẩn đoán là nhồi máu cơ tim cấp, dùng đường truyền hẳn hoi, ví dụ như vậy. Còn ức chế men chuyển bây giờ cũng tương tự như vậy, là một trong những thuốc đầu tay người ta điều trị cho bệnh nhân suy tim, kiểu như thế. Và ở những trong trường hợp này thì người ta là coi như là một thuốc có giá trị rất lớn trong việc bảo vệ tim mạch đối với cả những bệnh nhân bệnh lý mạch vành ổn định. Thì đó là cái ý nghĩa của cái nghiên cứu này người ta đưa ra, vì trước đó chưa có một nghiên cứu nào đề cập đến vấn đề đó. Thì đây chính là ý nghĩa của nghiên cứu. Vậy thì làm thế nào để chúng ta được đọc được cái phần discussion, cái phần bàn luận này một cách hiệu quả? Vậy thì chúng ta sẽ phải trả lời các câu hỏi sau đây. Thứ nhất là kết luận như nào, kết quả viết ra như nào, và chúng ta liệu chúng ta có biết được cái ý của người ta hay không. Thì ý nếu chúng ta đủ sâu sắc và chúng ta đọc đủ thì chúng ta sẽ biết là người ta viết theo cái ý gì. Cái đấy khá là khó và cần thời gian. Và chúng ta, cái cách để chúng ta thu nhập đó là chúng ta tự mô tả lại cái ý nghĩa đó theo đúng cái suy nghĩ của mình, theo kết quả thu được. Đây là hình ảnh của lớp ta ngày hôm nay cho đến bây giờ, thì tôi cũng đoán thế. Thôi thì chúng ta cố gắng một chút nữa nhá, bởi vì nó phần hay nó còn ở phía sau cơ. Bao giờ cũng thế thôi nha. Ok, chúng ta sẽ đến các cái phần này. Đây là những cái phần phản hồi và phần chỉ trích. Thứ nhất là các bạn có đồng tình với cách người ta làm nghiên cứu hay không? Có đồng tình hay không thì không phụ thuộc vào việc là ta có thích nó hay không đâu nhé. Chúng ta sẽ trên phê phán nó trên các cái khía cạnh khác nhau. Ví dụ đơn giản là bây giờ các bạn hôm trước tôi vừa giảng các bạn phần đạo đức nghiên cứu rồi. Đúng không? Ở thời điểm bây giờ mà thiết kế nghiên cứu như này thì xin lỗi các bạn là các bạn sẽ gì ạ? Không được tiến hành nghiên cứu. Bởi vì rõ ràng ở thời điểm bây giờ tôi đã biết được giá trị của ức chế men chuyển rồi mà lại sử dụng placebo để so sánh với sử dụng ức chế men chuyển. Không thể được, đúng không ạ? Có đồng tình hay không? Ví dụ như bạn đi trước thời đại ở thời điểm 2000, năm 2000 là bạn ngồi hội đồng chấm cái nghiên cứu Europa này, khả năng nghiên cứu Europa này không qua được. Thì đấy là cái, tất nhiên đấy là tôi nói sơ bộ về mặt khía cạnh đạo đức. Thứ hai là tác giả nghiên cứu, tiến hành cái nghiên cứu này có đúng hay là không? Có đúng hay không ấy thì chúng ta sẽ xem là vậy thì cái cách mà tác giả nghiên cứu làm mù có đúng hay không, chia bệnh nhân có đúng hay không, rồi là tuyển bệnh nhân có random hay không. Đấy là những cái cách mà chúng ta có thể check được xem là bệnh nhân có được lấy theo đúng cái mà bệnh mà người ta đưa ra hay không. Thứ ba là cái số lượng nghiên cứu, số lượng volume bệnh nhân tuyển vào nghiên cứu có đủ để đưa ra kết quả đấy hay không. Chắc là đủ thôi, bởi vì số lượng là đến mười mấy nghìn bệnh nhân là một cái volume khổng lồ. Trong ví dụ như bệnh nhân trong nghiên cứu Europa vừa rồi. Và bạn có nhận định được cái xu hướng trong cái mẫu dữ liệu đấy không? Bởi mẫu dữ liệu này là những cái bệnh nhân này là những bệnh nhân gì? Xu hướng bệnh là gì? Các bệnh lý mạch vành, các bệnh lý mạch vành ổn định, kể cả có tổn thương mạch vành đến 70% nhưng bệnh nhân chưa có nhồi máu cơ tim, vân vân. Và có đồng tình với kết quả của tác giả hay không? Câu trả lời, câu hỏi của cái hướng nghiên cứu tiếp theo của người ta là cái gì? Và cái recommend gì cho cái nghiên cứu này, nên làm thêm cái gì hay không. Và sau này một loạt từ cái đó, từ cái cơ bản đó, người ta đã đưa ra một loạt các cái nghiên cứu để củng cố vị trí và vai trò của ức chế men chuyển là bendamustine trong các cái bệnh lý suy tim nói chung, chứ không chỉ trong mỗi bệnh lý suy tim mà do bệnh lý mạch vành ổn định đâu. Và chính nhờ những cái reflection này, những cái phản ứng của người đọc, của chúng ta đấy, của các bạn đấy, và những cái chỉ trích đó rằng thiết kế nghiên cứu này còn có vấn đề, cần phải thiết kế chặt chẽ hơn, vân vân, thì cái càng về sau các nghiên cứu sau người ta sẽ làm càng chặt chẽ và đưa ra cái kết quả càng tốt.
Còn phần lời cảm ơn thì chắc chắn các bạn đã biết lời cảm ơn rồi, người Việt Nam thì biết lời cảm ơn rất là tốt. Và cảm ơn gì? Cảm ơn những cái ông nào mà thiết kế nghiên cứu chúng ta, cảm ơn ông nào cho tiền cho chúng ta, đúng không? Cảm ơn ông nào hướng dẫn chúng ta, vân vân. Cứ còn cảm ơn tất, nói chung là ông nào liên quan nghiên cứu là các bạn phải viết lời cảm ơn vào đó để thể hiện sự trân trọng và để thể hiện rằng là tôi được nhận sự hậu thuẫn từ những cái nhóm người như thế này, hoàn toàn có thể đủ để các bạn tin tưởng. Và phần reference là bài báo dẫn chứng nha. Xin lỗi là các bạn sai rất nhiều phần bài báo dẫn chứng, là vì các bạn gì ạ? Có dẫn chứng nhưng không có tên ở đấy, hoặc là có tên ở đây nhưng không dùng vào trong các trong không sai và không trích dẫn vào trong bài báo. Trong khi có 100 tài liệu tham khảo nhưng mà trích dẫn được khoảng 20 tài liệu. Thế thì chả đây làm gì, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta cả bài báo hoặc là một phần của bài báo thôi. Ví dụ một quyển sách to đùng thì chúng ta không thể là sách Cardiology 2015 trích dẫn vào đấy, thế là bứt. Phải là trang bao nhiêu, chapter bao nhiêu của sách này 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 này, do ai viết. Thì đấy mới là cái cách viết, có cách dẫn chứng thì nhà trường sẽ hướng dẫn các bạn cách viết. Thế nhưng mà đây, trong phần preference này thì dựa vào cái phần dẫn chứng này, chúng ta có thể khẳng định được cái dữ liệu người ta đưa ra trước đó có đủ tin cậy hay không. Đơn giản nhất, đó là trong phần introduction, thì trong nghiên cứu Europa này người ta có đề cập đến nghiên cứu Hope, và người ta nhận định kết quả của nghiên cứu Hope đấy làm nền tảng cơ sở để người ta tiến hành cộng thêm một số nữa, thì người ta tiến hành cái nghiên cứu Europa sau đó. Thì như vậy là chúng ta biết người ta dựa vào như kiểu một cái bàn đạp đứng trên vai của một người khổng lồ đấy, kiểu như vậy. Vậy thì tìm xem ông người khổng lồ này ông liệu có to thật hay không, hay là chỉ cao 1.5 thôi. Thì chúng ta biết vào đây, à là vậy thì nghiên cứu Hope ở đâu, ở đâu, ở đâu, chích bụp phát vào đấy. Và chúng ta sẽ tìm thấy. Vậy thì đây chính là nền tảng mà nếu mà các bạn lại hào hứng tiếp, chúng ta đọc cái thiết kế nghiên cứu đó và chúng ta nhận định xem kết quả đó có đủ tin cậy hay không. Rồi. Vậy. Đúng rồi, chúng ta sẽ đi một loạt lượt từ trên xuống dưới rồi, cũng nói trích chuyện các thứ từ trên xuống dưới rồi. Vậy thì làm thế nào để đọc tốt một cái bài báo khoa học bây giờ? Băn khoăn quá, ngủ gật hết đến nơi rồi mà vẫn chưa biết thế nào cả. Chúng ta biết được cấu trúc của nó như thế rồi, nội dung của nó như thế rồi và thế. Bây giờ tôi nghĩ là tôi đưa cho các bạn cái nghiên cứu Europa đấy, chắc chỉ 5 phút các bạn đọc xong xong rồi, đúng không ạ? Trong cái cơn hân hoan này thì các bạn chắc chắn là sẽ đọc rất nhanh. Thế nhưng mà ngoài cái đấy ra, ngoài cái mà chúng tôi vừa đưa ra, vừa phân tích chapter ra xong rồi, thì vậy chúng ta sẽ làm thế nào? Vậy thì câu trả lời là gì? Chúng ta không nhất thiết là chúng ta phải đọc theo thứ tự như tôi vừa trình bày với các bạn vừa nãy đâu, mà chúng ta có những cái cách để chúng ta đọc dễ hơn, nhanh hơn. Tất nhiên là vẫn phải theo từng cái như vậy. Chúng ta sẽ qua một số bước sau đây. Thứ nhất là chúng ta lướt qua một loạt toàn bộ bài báo. Một loạt toàn bộ nhé, nên đọc từ trên dưới, đọc đầy đủ, tôi đọc lướt thôi. Và tôi nói luôn là đôi khi đọc lần đầu mình chẳng hiểu là bài báo nó viết cái gì, nhưng mà kệ nó, cứ đọc hết đi, hết một lượt và quan sát các cái gì, các cái tiêu đề chính, hay còn gọi chính là gì, phần xương sống của bài báo, gọi là giải phẫu của bài báo, thì tùy muốn gọi là gì, gọi bảng biểu, lướt qua mỗi chỗ tí. Có khi chúng ta không hiểu gì cả, nhưng đến phần sau chúng ta sẽ hiểu thôi, không có vấn đề gì hết. Ví dụ như trong phần nghiên cứu Europa này thì chúng tôi thấy rằng đây ạ, ngay phần đầu là tên này, thứ hai là phần ngay phần summary này, chính là phần abstract, introduction này, patient and mentor này, results này, discussion và reference, đầy đủ đúng không ạ? Đây tôi chỉ lướt qua 1, 2, 3, 4 cái thứ này thôi và đầy đủ các cái mục như thế, chúng ta lướt. Tất nhiên tôi nói luôn là các bạn không cần phải quá giỏi tiếng Anh đến mức nói như người Anh để chúng ta đọc một bài báo tiếng Anh đâu, không cần đâu. Và chúng ta sẽ hiểu được cơ bản thông qua các cái gì ạ? Chúng ta sẽ có những cái cụm từ chúng ta chưa hiểu, chúng ta sẽ vấp ở đúng cụm từ chưa hiểu, và đấy chính là có người thì ngã sóng xoài không đứng lên được nữa, nhưng cũng có người lấy đó làm động lực để chúng ta nghiên cứu tiếp. Chúng ta đơn giản thôi, chúng ta không cần phải hiểu toàn bộ, và chúng ta cứ từ từ dần dần chúng ta sẽ có thể tra từ, đơn giản thôi đúng không ạ? Tra từ thì chúng ta sử dụng cái gì? Một là biology textbook, những cái sách về sinh học có rất nhiều, sách về khoa học và sách về, đơn giản bây giờ nhất là chúng ta có smartphone, chúng ta có Lạc Việt, đúng không nhỉ? Tra được hết, gần 90% các cái từ ngữ là có thể giải quyết được. Thứ hai là chúng ta có các cái, chúng ta cần một cái bước cơ bản. Đây là chúng ta, nếu như các bạn làm nghiên cứu về siêu âm, thì nếu chúng ta đọc bài về siêu âm chúng ta ok,
đúng không ạ? Nhưng nếu chúng ta làm về siêu âm mà chúng ta lại đọc bài về can thiệp mạch vành của thầy Minh chẳng hạn, thì chúng ta phải đôi khi phải tìm cách nắm rõ cái vấn đề người ta can thiệp mạch vành đấy như thế nào một chút. Procedure thôi, không nhất thiết là chúng ta phải tự tay vào làm. Người ta nói rồi đấy, bạn có thể là người không bao giờ làm PCR, nhưng chúng ta phải biết được cái nguyên lý làm nó như thế nào. Đấy, thì đó là cái cách mà người ta sẽ tìm để hiểu. Còn nếu mà chúng ta không tìm hiểu, chúng ta chẳng bao giờ có thể biết được là người ta làm như thế nào cả. Và ghi lại những cái cụm từ quan trọng, những cái phrase quan trọng. Ví dụ như đây, tôi đọc là tôi, tiếng Anh của tôi rất là kém, nên tôi sẽ nốt lại, lỗ chỗ cái phần này, là có phần này tôi chưa hiểu, phần này tôi chưa hiểu, phần này tôi hiểu ít, vân vân, kệ, tôi không quan trọng. Vậy thì làm thế nào để hiểu? Thì từ một cái loạt, người ta có câu, không phải người ta có câu, ông Robin Sharma, các bạn biết ông này không ạ? Ông này là chủ nhân của quyển sách bán chạy nhất thế giới trong vòng 15 năm. Ông ấy nói một câu mà tôi thấy bây giờ vẫn là một triết lý. Nếu như các vấn đề mà các bạn có thể list ra được thì nó sẽ trở thành không còn là vấn đề của các bạn nữa. Bởi vì nếu chúng ta list được vấn đề của mình ra thì mình hoàn toàn có phương tiện để giải quyết. Ví dụ như trong phần vocabulary này của bạn là gì? Tôi không hiểu từ tolerate là gì. Thế là bạn ghi tolerate. Thì một giây sau tôi đảm bảo với các bạn rằng thậm chí bây giờ internet nó mạnh đến mức là tôi chỉ cần kích một cái từ đấy, nó đã hiện ra nghĩa từ đấy rồi. Thì đúng không ạ? Cho nên là đấy là cái cách rất đơn giản, cho nên không có rào cản nào với các bạn ở thời đại 4.0 này hết. Thì hy vọng các bạn có thể sử dụng cái đó thật là tốt để chúng ta bỏ qua cái rào cản về ngoại ngữ đi. Tất nhiên các bạn vẫn phải đi học ngoại ngữ. Ý là như vậy, ý là các cái phrase hoặc là các cái từ vựng của chúng ta không phải là rào cản đâu, các bạn đừng có nhìn thấy nó mà sợ. Bước thứ ba là bước quan trọng, đó là đọc để lĩnh hội. Đọc để lĩnh hội có nghĩa là gì? Có nghĩa là đọc từng mục một. Vừa rồi chúng ta vừa lít ra một loạt các cái mục thế nào là quan trọng. Thì thứ nhất là trong phần introduction chúng ta sẽ đúng cái khung mà tôi vừa nói các bạn. Các dữ liệu đã được cái giới chuyên môn người ta nhận định là đúng, là cái gì? Đã được công nhận là gì? Và các dữ liệu được tiến hành đến nghiên cứu. Câu hỏi nghiên cứu là gì? Kết luận ra làm sao? Vậy thì trong phần này, phần introduction này, chúng ta lại nhắc lại với nhau một lần nữa. Dữ liệu đã được thế giới công nhận, đã được in màu vàng, đúng không ạ? Và một số các cái chi tiết nho nhỏ phía dưới. Đó là giá trị của ức chế men chuyển trong các cái bệnh lý về xơ vữa động mạch, trong các bệnh lý về cải thiện chức năng tim, rồi cải thiện chức năng tâm thu thất trái, vân vân. Hoặc là cải thiện tỷ lệ tử vong ở những cái bệnh nhân mà có xơ vữa có nguy cơ cao. Vậy thì người ta đưa ra một loạt các cái dữ liệu như vậy, thì người ta đưa ra một cái câu hỏi nghiên cứu là liệu trong cái nghiên cứu Europa này được thiết kế để trả lời cái câu hỏi là liệu cái thuốc ức chế men chuyển penicillin này nó có giá trị để cải thiện được gì ạ? Cái tử vong do tim mạch, tỷ lệ tử vong do cái gì đấy, nhồi máu cơ tim, và cải thiện được chức năng tim, thì có hay là không có? Và chính cái câu hỏi nghiên cứu này sẽ được trả lời dần dần ở các phần sau. Bước thứ ba, chúng ta lại tiếp tục đến gì ạ? Đọc từng mục một, đấy là thiết kế nghiên cứu, rồi công cụ nghiên cứu và phần kết quả. Theo tôi, phần kết quả thì tôi prefer là đọc sau, phần thiết kế nghiên cứu ta đọc sau đi, đúng không ạ? Thì phần thiết kế nghiên cứu viết rất là rối rắm, mà toàn những từ ngữ nó trúc trắc, không hiểu. Thì chúng ta đọc sau. Khi mà đọc kết quả xong, chúng ta quay lại phần thiết kế nghiên cứu để khẳng định lại cái giá trị kết quả đấy nó có đủ tin cậy hay không. Và những cái kết quả có thể lý giải được các bạn làm cái gì là một. Thứ hai là cái câu hỏi được trả lời là cái gì, kết quả ra làm sao. Và chúng ta sẽ phần giải thích từng bước một như vậy. Thế rồi. Và đây là phần thiết kế nghiên cứu. Đúng không ạ? Rất phức tạp, rất dài. Nhưng mà rồi chúng ta đọc phần thiết kế nghiên cứu thì cũng ok thôi, mà theo tôi là bỏ qua phần này và chúng ta quay sang phần kết quả. Kết quả đây ạ. Như các bạn vừa đọc rồi, rất chán, toàn chữ. Nhưng mà đây là cái cơ bản, vì chúng ta sẽ qua các cái phần sau là phần bảng và biểu, cũng là một cái cách nói tắt dễ hiểu nhất. Bây giờ chúng ta có thể nhận định kết quả rất là đơn giản hơn, đúng không ạ? Vì khi chúng ta đã xác định được câu hỏi nghiên cứu rồi, thì phần kết quả chính là phần trả lời câu hỏi. Các bạn hãy nhớ cứ bám vào cái dọc như vậy thì chúng ta không bao giờ đi sai đường.
là chúng ta sẽ lĩnh hội được những cái cần thiết thôi, đúng không ạ? Thứ nhất đây là tổng quan về bệnh nhân trong nghiên cứu Europa, nó như thế này, bệnh nhân bị rút ra là như thế này, và cái tỷ lệ bệnh nhân được trong cái prevention primary và phần secondary outcome người ta sẽ đánh giá như vậy. Và đây là những kết quả chính thu được giá trị của venlafaxine trong cái giảm cái tỷ lệ tử vong do các nguyên nhân. Thứ hai là giá trị trên các cái nhóm bệnh khác nhau, trên những cái bệnh nhân nam nữ vân vân. Và thứ ba là ưu thế của venlafaxine cải thiện tỷ lệ tử vong nói chung, rồi cải thiện tỷ lệ biến chứng nói chung ở những cái bệnh nhân mà chúng ta đưa vào nghiên cứu. Thì các bạn có thể thấy rằng từ câu hỏi đưa ra một loạt các cái kết quả như thế này thì người ta sẽ đến cái phần gì ạ? Thảo luận là kết luận như vậy có giá trị như thế nào đối với cả khoa học, giá trị như thế nào đối với bác sĩ lâm sàng, giá trị như thế nào đối với cả cộng đồng. Thì chúng ta thấy là chúng ta phải xem là ông kết luận cái gì, liệu đấy có phải là ý kiến của đồng chí đấy hay không. Đồng chí đấy có ý kiến như vậy nhưng liệu đấy có phải là cái kết luận nó rút ra từ kết quả hay là chỉ là ý kiến của tác giả hay không. Và cái cách chúng ta học hỏi được sâu sắc nhất đó là chúng ta sẽ tự mô tả lại ý nghĩa của những kết quả đó, thì sẽ đem lại cho chúng ta cái hiểu biết sâu sắc hơn. Ví dụ đây ạ, vân vân. Bàn luận rất là nhiều, nhưng mà tôi nói rồi, phần kết quả nào được thể hiện ở phần kết quả thì sẽ được bàn luận ở phần bàn luận. Đấy là nguyên tắc. Và nếu chúng ta muốn hiểu sâu về cái mục mà chúng ta, ví dụ chúng ta tìm hiểu về làm giảm tỷ lệ tử vong ở các cái nhóm bệnh nhân khác nhau, thì chúng ta sẽ tìm xem là trong phần bàn luận này, cái phần này người ta nói cái gì, so sánh với các nghiên cứu khác ra làm sao. Đó, thì phần bàn luận bao giờ cũng là cái phần mà chúng ta đọc của toàn chữ thôi, không bao giờ có hình gì cả. Và có một số các cái, sau khi đi qua một loạt đây thì tôi sẽ có một số chia sẻ một số những cái tip nho nhỏ để chúng ta có thể đọc được một cách hiệu quả. Thứ nhất là chú ý chi tiết vào cái bài báo, và những cái phần bạn chưa chắc chắn thì bạn cố gắng nốt lại. Thì người ta nói thế này này, người ta nói, tôi cũng chả biết ông nào nói, quên mất rồi. Tôi bảo ông nội tôi thường nói, đó là nếu như bạn đầu tư thời gian vào ấy, ngay từ lúc đang ban đầu, thì cái đường trường của bạn nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ngay từ những 1-2 bài báo đầu, các bạn hãy làm theo đúng cái cách như thế này, thì các cái bài báo lần sau của các bạn sẽ đọc cũng đơn giản thôi, dễ dàng hơn rất nhiều. Tip thứ hai đó là tìm ra cái câu trả lời theo cách của mình và nhớ theo cách của mình. Cái này là cái sẽ tự tập luyện. Và cách thứ ba nữa, nâng cao lên một tầm nữa, đó là các bạn hãy tưởng tượng là các bạn đứng vào chỗ của tôi. Bây giờ thì các bạn sẽ nói cái kết quả đấy như thế nào. Cái đấy có đủ thuyết phục hay không là cũng rất là mệt. Các bạn tưởng tượng các bạn đã toát mồ hôi rồi. Sau dưới khán trường là khoảng 200 ông hổ báo, đúng không? Trước đây giáo sư Việt, đây là giáo sư Hùng, bên cạnh giáo sư Quang, trình bày kết quả này như nào bây giờ thì rất là mệt. Đó, các bạn phải sẽ cố gắng. Đó chính là cái sức ép. Và cái nữa đó, chúng ta phải chuẩn bị cái cơ sở dữ liệu. Chính là gì? Chính là những cái kỹ thuật mà chúng ta làm. Thì đây là trong cái nghiên cứu basic science thôi. Thì nếu mà chúng ta, đấy tôi cũng nói với các bạn rồi, nếu chúng ta sẽ không bao giờ làm các cái thử nghiệm đó, hoặc là ví dụ như bạn Hiền, bạn làm về siêu âm. Hiền làm về siêu âm không nhỉ? À không, xin lỗi bạn, không sao. Phần lớn bạn Hiền đều làm siêu âm cả, bạn không làm siêu âm cũng không sao cả. Thì nếu thì bạn không làm về siêu âm, bạn làm về cái khác, nhưng bạn đọc một cái nghiên cứu về siêu âm thì rõ ràng là bạn phải tìm cách tiếp cận xem là siêu âm ông đọc cái đầu, đang đứng cái đầu gió như thế nào, cái ổ nào thì bạn phải chỉnh cái đầu gió ra làm sao, đặt hướng như thế nào, đầu gió gì. Thì đó chính là cái tối thiểu nữa mà chúng ta đọc bài báo đấy. Mà chúng ta muốn hiểu thì chúng ta phải biết những cái kỹ thuật đó, biết thôi chứ không ai bắt phải làm cả. Và quan sát cũng như là lĩnh hội những cái kinh nghiệm của những đồng nghiệp ở trong khoa, cái đó việc đấy cực kỳ quan trọng. Phải nghe xem người ta nói cái gì, hoặc là đây là trong những buổi giao ban này là những cái kiến thức rất quan trọng, có thể là chỉ 1-2 từ thôi, nhưng chúng ta về chúng ta tra ra trên mạng thì có rất nhiều cái thông tin. Và điều quan trọng hơn nữa đó là chúng ta phải đọc cái bài báo này khi chúng ta tỉnh táo. Thì trong hoàn cảnh như cái cảnh lớp mình vừa rồi thì tôi thấy không được tỉnh táo lắm, thì không đọc cũng không hiệu quả đâu. Phải tỉnh táo và thực sự bạn có hứng thú đọc đọc hay không. Còn nếu mà bạn không có hứng thú làm gì thì ép bạn làm không thể làm được, đúng không ạ? Nếu chúng ta thích thì chúng ta đọc,
cái tuổi này rồi, thích cái gì thì làm cái đấy đi, đừng có chờ đợi nữa nhá. Yêu mà phải thể hiện ngay, thế nay còn chờ đợi gì nữa, đúng không nào? Và thêm nữa, đó là nếu như bạn đã sẵn sàng vào câu chuyện đọc và viết các bài báo nghiên cứu thì các bạn hãy chuẩn bị database dần dần đi. Bởi vì rồi đến một cái lúc nào đó chúng ta sẽ thể hiện cái điều đấy và nâng tầm của các bạn lên. Phần báo cáo của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Các bạn có câu hỏi gì không ạ? Bài sau là bài của thầy Minh. Xin mời thầy Minh. Xin lỗi thầy Minh, hôm nay giảng cao hứng quá, quá giờ.